Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong trang địa phương của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với những nội dung chính sau đây. Nam Đàn tạo nhiều sân chơi bổ ích cho các em dịp hè. Phát huy hiệu quả vốn vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở Tương Dương. Cờ Lò vận động triển khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân. Thưa quý vị và các bạn, những ngày hè là khoảng thời gian để các em học sinh nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí sau một năm tập trung cho việc học. Để có nhiều sân chơi bổ ích cho các em, các cấp, các ngành, đặc biệt là đoàn thanh niên trên địa bàn huyện Nam Đàn đã và đang chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức hoạt động vui chơi hè cho các em. Thị trấn Nam Đàn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện với mật độ dân cư đông và số trẻ em nhiều. Hiện trên địa bàn có hơn 2.000 trẻ em từ 1 đến 16 tuổi. Mặc dù có những khó khăn nhất định như diện tích đất không có nhiều để xây dựng các khu vui chơi giải trí rộng lớn, nhưng chính quyền địa phương luôn quan tâm đầu tư xây dựng, mở rộng cơ sở vật chất hạ tầng, phát huy hiệu quả các điểm vui chơi, giải trí, giao cho các đơn vị liên quan xây dựng chương trình kế hoạch, tổ chức các hoạt động hè thiết thực, tạo những điểm vui chơi bổ ích, an toàn và lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè. Thực hiện các cái kế hoạch của đoàn cấp trên cũng như là các cái nghị quyết chỉ thị của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn, đoàn thanh niên thị trấn là tổ chức các cái hoạt động cho các em về tham gia. Sau khi các em về tham gia sinh hoạt tại địa phương thì đoàn thì cũng đã có kế hoạch, chương trình tổ chức các cái hoạt động như là tổ chức giải bóng đá thiếu niên U14, tổ chức hội thi tượng hạt tuổi thơ, tổ chức hội thi duyệt nghi thức đội để tạo sân chơi cho các em buổi dịp hè về. Vào mùa hè, nhiều bậc phụ huynh lo lắng về tình trạng đuối nước ở trẻ em, kể cả trẻ em vùng nông thôn biết bơi từ nhỏ, do các kỹ năng thoát nạn, cứu nạn không đầy đủ. Trước thực tế đó, thay vì để các em ở nhà tự chơi nhàm chán, sử dụng quá nhiều thiết bị công nghệ như TV, điện thoại, nhiều gia đình đã lựa chọn đăng ký cho các em tham gia các lớp học như vẽ, múa, hát, bơi hoặc các lớp kỹ năng sống, rèn luyện sức khỏe. Chưa mà con đến đại học bởi ở nhà con không có tivi hay là có điện thoại. Con buổi chiều đi học và con đến đây học bởi vì các chủ. Ở đây thì đang cái bể bơi, chiều nào cũng đưa con đến hoạt động giải trí để nó nâng cao sức khỏe với lại cũng phòng tránh đuối nước ấy. Là rất là vui vì tạo điều kiện cho con em có cơ hội được học bơi với lại là cũng rèn luyện sức khỏe. Với trách nhiệm trong việc tạo sân chơi cho thanh thiếu nhi học sinh trong kỳ nghỉ hè, huyện đoàn Nam Đàn cũng đã xây dựng kế hoạch chi tiết, chỉ đạo các tổ chức đoàn thanh niên cơ sở tùy theo điều kiện thực tế của địa phương để tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, bảo đảm thuận tiện, phù hợp, phấn đấu các hoạt động được tổ chức sáng tạo, thiết thực, cụ thể, thu hút đông đảo các em tham gia. Ở bên cạnh những cái hoạt động như tổ chức hội trại, tiếng hát tuổi thơ, giải bóng đá, nghi thức đồi vân vân, thì trong dịp hè này tổ chức đoàn từ huyện đến cơ sở xác định tập trung đẩy mạnh các cái hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi và mở thêm nhiều các cái lớp năng khiếu, và cũng hy vọng rằng là thông qua những hoạt động này sẽ giúp cho các em là có thêm nhiều sân chơi và tránh xa được những tệ nạn trong xã hội. Với sự quan tâm của toàn xã hội, thông qua các hoạt động hè được tổ chức phù hợp, ý nghĩa, bổ ích, đã góp phần giúp các em lứa tuổi thanh thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn huyện Nam Đàn tránh xa các tệ nạn xã hội, hạn chế xem TV, điện thoại, được tận hưởng một mùa hè vui vẻ, trọn vẹn và đầy ý nghĩa, phù hợp với lứa tuổi các em. Những năm qua, việc triển khai cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thông qua nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giúp cho gần 7.560 lượt hộ dân ở Tương Dương có điều kiện đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước sạch và các công trình vệ sinh, phục vụ sinh hoạt, đảm bảo an toàn vệ sinh, chất lượng sống được nâng lên. Qua đó đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện miền núi vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn này. Năm 2019, sau khi được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tương Dương giải ngân 20 triệu đồng nguồn vốn từ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, hộ gia đình anh Vi Công Lý ở bản Pủng, xã Lục Kiền đã đầu tư hệ thống dẫn nước từ đầu nguồn con suối cách bản hơn 3 km về đến nhà. Trải qua 4 năm, hệ thống nước vẫn phát huy hiệu quả. Về là đầu tư vô nước sạch phục vụ cho gia đình, là để mua ống
10 cuộn ống để phục vụ cho gia đình, với xây cái bể chứa nước để phục vụ trong những dịp nắng nóng. Cũng giống như gia đình anh Vi Công Lý, hộ chị Lữ Thị Lưu, bản Khe Kiền, xã Lưu Kiền trước đây, mọi sinh hoạt đều dùng nước trực tiếp từ khe suối chưa qua lắng lọc. Nguồn nước không đảm bảo vệ sinh nên mọi người rất hay bị bệnh đường ruột, da liễu. Năm 2022, gia đình chị được vay từ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để xây nhà vệ sinh và công trình cung cấp nước sạch. Cùng với tiền đối ứng 20 triệu đồng của gia đình, chị đã xây dựng công trình khép kín nhà tắm, nhà vệ sinh và công trình nước sinh hoạt đảm bảo trữ nước ổn định. Nhà em vay vốn ngân hàng về để xây dựng công trình bể nước và mua thêm tẹt nước để trữ nước khi mất nước. Và tiện lợi hơn khi việc sử dụng khi nước về trực tiếp là dư là có bể nước, tẹt nước thêm là sử dụng tiện lợi hơn, không hay mất nước, có cái trữ nước. Không chỉ ở xã Lưu Kiền mà xã Tam Thái cũng là một trong những địa phương thực hiện có hiệu quả vốn vay từ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Đến nay trên địa bàn xã, tỷ lệ người dân được dùng nước hợp vệ sinh đã đạt trên 95%. Hộ gia đình đã sử dụng cái nguồn vay của ngân hàng chính sách. Một số hộ thì người ta là hỗ trợ mua máy bơm để bơm lên các điểm cao, từ điểm thấp lên điểm cao và phục vụ trong cả mua các bồn chứa để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của các hộ gia đình. Trong thời gian qua trên địa bàn huyện miền núi Tương Dương đã có trên 7.560 lượt hộ được thụ hưởng từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch, vệ sinh môi trường. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách và các nguồn vốn khác đã góp phần đưa tỷ lệ hộ gia đình nông thôn ở huyện miền núi Tương Dương sử dụng nước hợp vệ sinh đến nay đạt 95%, trong đó số hộ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn quốc gia 89%, góp phần đưa 4 xã, 5 bản về đích trong xây dựng nông thôn mới. Từ cái nguồn vốn đó, các hộ đã đầu tư xây dựng cái công trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Các công trình đó đảm bảo hợp vệ sinh và đạt chuẩn về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, và giúp cho các hộ cải thiện được cuộc sống, góp phần quan trọng trong cái việc thực hiện xây dựng cái nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện. Số lượng người dân được vay vốn vẫn đang còn khống chế. Rồi nguồn vốn được vay đang ở mức từ 20 triệu trở lại. Do vậy là nó cũng có những cái khó khăn nhất định trong quá trình tổ chức thực hiện. Do vậy là chúng tôi cũng đề nghị với cấp có thẩm quyền là tiếp tục thực hiện cái chương trình này và mở rộng cái đối tượng được vay vốn ra, rồi nâng cao cái nguồn vốn để người dân người ta vay. Nước là nhu cầu cấp thiết đối với cuộc sống của con người. Tuy nhiên, thời tiết ngày càng khắc nghiệt, nước ngày càng khan hiếm nên cần phải có giải pháp để người dân có nước sinh hoạt trong mùa khô hạn như hiện nay. Do đó, thời gian tới cần phải có giải pháp phù hợp để người dân miền núi như Tương Dương được tiếp cận hơn nữa những ưu đãi từ nguồn vốn vay nước sạch và vệ sinh môi trường. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng cuộc vận động triển khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân, thị xã Cửa Lò đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền vận động. Như vậy, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm y tế, hộ gia đình đã có những chuyển biến rõ rệt. Năm nay đã 63 tuổi, đã có thời gian 10 năm tham gia làm công nhân tại công ty dệt. Song do hoàn cảnh gia đình, bà Đậu Thị Phương Lan ở khối 2 phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò đã phải về nghỉ chế độ 176. Cho nên bà đã hiểu phần nào cuộc sống khó khăn khi không có đồng lương hưu để an nghỉ tuổi già. Chính vì vậy, sau khi được tham gia cuộc tuyên truyền vận động về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình, bà đã vận động 3 người con trai của mình là lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng những quyền lợi mà Đảng và Nhà nước đã ban hành, với mức đóng 506.000 đồng một người một tháng. Dì nhận thấy là cái quyền lợi trong cái bảo hiểm xã hội thì đối với người dân là rất là tốt. Dì cũng đã tham gia các cái mỹ gọi bảo hiểm cho các con rồi. Cho nên là dì nghĩ là dì hẳn đang trẻ thì đi làm ăn, rồi là cũng nói là có tích lũy một ít về già sau này cho bản thân mình. Cũng như bà Lan, rất nhiều người dân ở thị xã Cửa Lò đã được tiếp cận với chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình thông qua các cuộc tuyên truyền vận động mà ngành bảo hiểm xã hội thị xã Cửa Lò phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai.
Đến tháng 5 năm 2024, Cờ Lò đã có 2.820 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 46.874 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, đạt 97% dân số. Tuy nhiên, để chính sách của Đảng và Nhà nước thực sự đến với người dân, hàng năm ngành bảo hiểm xã hội đã tổ chức tháng cao điểm, huy động toàn thể cán bộ, cộng tác viên và các cơ quan đơn vị liên quan vào cuộc, tạo sức lan tỏa sâu rộng để người dân chủ động tham gia. Trong tháng năm vừa rồi thì chúng tôi là cộng tác viên, các cái cộng tác viên đều ra quân và thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền về cái bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như bảo hiểm y tế hộ gia đình. Thì trong tháng vừa qua thì trên địa bàn phường Nghi Hòa thì các cái cộng tác viên đều ra quân rất là tốt và hiệu quả rất là cao. Thì đồng thời là trong đi tuyên truyền thì người dân cũng đã hiểu về cái quyền lợi cũng như là cái chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như bảo hiểm y tế hộ gia đình. Trong cái tháng năm là tháng cao điểm nhất là của tỉnh Nghệ An về vấn đề phát động, thì đơn vị chúng tôi đã huy động con số với 100% là cán bộ công nhân viên, nhân viên thu là đẩy mạnh công tác thu, đặc biệt là kết quả thu bảo hiểm xã hội tự nguyện trong tháng cao điểm là với tỷ lệ tăng mới là 64 người tham gia tăng mới, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là với tỷ lệ là 53 người tham gia bảo hiểm y tế tăng mới. Để kết quả trong chương trình hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân năm 2024 đạt hiệu quả cao, Bảo hiểm xã hội Cửa Lò đã ký kết cùng các đơn vị thu trên địa bàn, triển khai mạnh mẽ các hoạt động để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình. Trong tháng triển khai, Cửa Lò đã có 100 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 90% kế hoạch, 150 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, đạt 85% kế hoạch. Đây sẽ là động lực quan trọng để ngành bảo hiểm xã hội Cửa Lò tiếp tục triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Để đạt được các chỉ tiêu của bảo hiểm xã hội tỉnh giáo thì cũng phải nói rằng là cái công tác an sinh xã hội và công tác chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì mới đảm bảo được cái hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Thì đến bảo hiểm xã hội Cửa Lò thì trong những thời gian vừa qua thì cũng đã làm tốt cái công tác là phối hợp, rồi tuyên phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các cái tổ chức chính trị xã hội, các cái tổ chức chính phủ thu để tổ chức công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của bảo hiểm xã hội tỉnh giao. Với một chính sách an sinh mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, hy vọng rằng với việc tuyên truyền vận động, hỗ trợ người dân trong quá trình tìm hiểu và thực hiện sẽ giúp nhiều người dân Cửa Lò được tiếp cận, thụ hưởng từ những chính sách đó, giúp họ vơi bớt khó khăn khi ốm đau bệnh tật, giúp họ có thêm thu nhập khi về già và góp phần đảm bảo công tác an sinh trên địa bàn thị xã. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong trang địa phương của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông các huyện Nam Đàn, Tương Dương và thị xã Cửa Lò đã phối hợp thực hiện chương trình này. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.